Lời Chúa, thứ tư sau Chủ nhật thứ 26 thường niên, ngày 29 tháng 9 2021. Con cậy trông vào lòng thương xót Chúa, Chúa là lẽ sống đời con cậy trông vào lòng thương xót Ngài, Chúa là nơi con nương nhờ. Con cậy trông vào lòng thương xót Chúa, Chúa là đấng cứu độ con. Con cậy trông vào lòng thương xót Ngài, Chúa gìn giữ con ngày đêm. Lời Chúa, thứ tư sau Chủ nhật thứ 26 thường niên, ngày 29 tháng 9 2021. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay ngày 29 tháng 9, lễ kính Tổng lãnh Thiên thần Michael, Gabriel và Raphael. Chúng ta tha thiết nài xin Thiên Chúa sai các Thiên thần, Tổng lãnh Thiên thần đến để cất đi những sự dữ đang bao trùm thế giới, đặc biệt là virus corona. Ngày thứ tư, ta dâng lên Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Giuse trong năm đặc biệt Kinh Thánh Giuse. Như lời kinh, những hy sinh, bác ái, những việc lành để lãnh ơn toàn xá trong năm đặc biệt Kinh Thánh Giuse, chỉ cho các linh hồn, những người đã qua đời trong cơn đại dịch virus corona. Xin Chúa cất bớt hình phạt và đưa những linh hồn ấy về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Giờ đây mời anh chị em lắng nghe lời Chúa ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 26 thường niên. Bài đọc 1:5, sách Nehemiah chương 2 câu 1 đến câu 8. Bài trích sách Nehemiah. Vào tháng Nisan năm thứ 20 đời vua Artaxata, vì nhiệm vụ trước tiểu, tôi là Nehemiah lấy rượu hầu vua. Chưa bao giờ tôi buồn rầu trước mặt vua. Vua nói với tôi: sao mặt khanh buồn rầu thế? Khanh có đau ốm gì đâu, hẳn trong lòng phải có chuyện chi buồn lắm. Tôi vô cùng sợ hãi bèn tâu vua: đức vua vạn vạn tuế, sắc mặt của thần không buồn sao được, khi mà thành đô nơi tổ tiên của thần an nghỉ đã ra hoang tàn và cửa thành bị tiêu hủy. Vua bảo tôi: vậy khanh muốn gì? Tôi cầu xin Thiên Chúa các tầng trời rồi thưa với vua: nếu đẹp lòng đức vua và nếu bề tôi của ngài là người vừa ý ngài, thì xin cử thần đi Juda đến thành có phần mộ của tổ tiên thần để xây dựng lại. Lúc đó có hoàng hậu ngồi bên vua. Vua hỏi tôi: khanh đi bao lâu, bao giờ mới trở lại? Vua bằng lòng cử tôi đi và tôi xin hẹn với vua một kỳ hạn. Tôi thưa với vua: nếu đẹp lòng đức vua thì xin hạ lệnh cấp chiếu thư cho thần đem tới các trưởng vùng bên kia sông Euphrat, để họ cho phép thần đi qua đó đến tận Juda. Cũng xin một chiếu thư cho ông Asap, quản đốc ngự lâm, để ông cấp gỗ cho thần làm khung cửa đồn lũy ở sát đền thờ, làm tường thành và làm nhà cho thần đến ở. Vua ban cho tôi như thế vì bàn tay nhân lành của Thiên Chúa tôi che chở tôi. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Jerusalem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, lưỡi xương ca sẽ dính với hàm. Bờ sông Babylon ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Sion. Trên những cành dương liễu ta tạm gác cây đàn.
Jerusalem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, lưỡi xương ca sẽ dính với hàm. Bọn linh canh đòi ta hát xương, lũ cướp này mời gượng vui lên, hát đi, hát thử đi xem, Sion nhạc thanh điệu quen một bài. Jerusalem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, lưỡi xương ca sẽ dính với hàm. Bài ca kinh Chúa Trời, làm sao ta hát nổi nơi đất khách quê người. Jerusalem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, thì tay gãy đàn thành tê bại. Jerusalem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, lưỡi xương ca sẽ dính với hàm. Lưỡi xương ca sẽ dính với hàm, nếu ta không hoài niệm, không còn lấy Jerusalem làm niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn. Jerusalem hỡi, lòng này nếu quên ngươi, lưỡi xương ca sẽ dính với hàm. Hallelujah, hallelujah. Tôi chấp nhận mất hết và coi như rác rưởi để được Đức Kitô, được kết hợp với người. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 9 câu 57 đến câu 62. Luca 9 57 đến 62. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, đang khi Đức Giêsu đi đường cùng các môn đệ, thì có kẻ đến thưa người rằng: Thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Người trả lời: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Đức Giêsu nói với một người khác: Anh hãy theo tôi. Người ấy thưa: Thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo: Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói: Thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo: Ai đã cho tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, câu kết của bài đọc 1 sách Nehemiah. Câu kết, anh chị em đọc câu kết đi. Vua ban cho tôi như thế, vì bàn tay nhân lành của Thiên Chúa tôi che chở tôi. Bàn tay nhân lành của Thiên Chúa tôi che chở tôi. Anh chị em mình có dám xác tín với những người khác về điều đó hay không? Vì Nehemiah đã xin với nhà vua một điều mà ông thấy gọi là vô cùng sợ hãi. Vì chúng ta biết là ngày xưa, ngay ở Việt Nam mình, thời vua Chúa, vua coi như là Chúa, là trên hết tất cả. Cho sống thì được sống, bắt chết thì phải chết. Không bao giờ được trái lệnh vua, và phải hết sức cẩn thận, kẻo phạm tội, phạm thượng là bay đầu như chơi. Không những mình chết mà còn có khi cả những người thân yêu của mình cũng chết theo, chu di tam tộc, tức là ba đời giết hết, có khi còn cửu tộc, chín đời giết sạch. Cho nên đến trước mặt vua là không dám, không được phép nhìn mặt vua. Đi ra, đi vô là không dám, không được nhìn mặt vua, đi vô phải đi lùi. Cho nên trước mặt vua ai cũng sợ, sợ lắm. Mà vì có Thiên Chúa nhân lành che chở tôi, cho nên là tôi mới không sợ. Nehemiah xin một điều mà
ông ấy thấy không phải dễ gì. Nhưng mà cũng may là có một vị vua biết quan tâm đến người khác. Thường là người ta chỉ quan tâm đến người trên. Lo lắng vua ho một tiếng cũng sợ vua ốm, vua không ăn được, vua không ngủ được, rồi nhìn mặt vua buồn, rồi nhìn mặt vua giận là đều phải lo lắng làm sao để đừng cho vua buồn, để đừng cho vua giận thế này thế khác. Lúc nào cũng chỉ muốn làm vui lòng vua mà thôi. Ở đây, một người ở trên quan tâm đến người dưới, sao mặt khanh buồn vậy? Có ốm đau gì đâu, vậy thì chắc là trong lòng có chuyện chi buồn lắm. Thưa chị em, gặp được một người lãnh đạo, một người trên mà biết quan tâm đến người dưới như thế thì chúng ta là người hạnh phúc đấy. Cha mẹ biết quan tâm đến con cái, bề trên biết quan tâm đến bề dưới. Không phải lúc nào bề dưới cũng phải lo làm vừa lòng bề trên. Bề trên phán thế này, bề trên dạy thế nọ, bề trên bảo thế kia là cứ răm rắp mà theo. Rồi đến trước mặt bề trên, đến trước mặt những người có chức có quyền trên mình thì rụt rè, sợ hãi, khúm núm như là đến trước mặt vua vậy. Những người giáo dân đến trước cha sở chẳng hạn, hay là linh mục đến trước giám mục chẳng hạn. Làm sao mà có được cái mối tương quan nó không còn sợ hãi nữa. Cái đó không phải phía người dưới, nhưng mà phía người trên. Người trên mà tỏ thái độ quan liêu hống hách, người trên mà tỏ thái độ uy quyền, mà Đức Giáo Hoàng gọi là giáo sĩ trị, thì dưới chắc chắn là người ta sợ hãi rụt rè và người ta né, càng tránh càng né, càng xa càng tốt, khỏi bị giăng miệng. Đứng gần chỉ có chết, ở gần mặt trời thì chỉ có nóng thiêu chảy ra mà thôi. Cho nên làm sao ở ngoài xã hội như thế rồi, vua, tổng thống, chủ tịch, hoàng đế, gọi như là Đức Chúa Trời vậy, họ không nói hình chi. Còn trong đạo mình, làm sao người ta phải cảm thấy được đến với Đức Giáo Hoàng, Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ, mà người giáo dân hay là những người không có đạo họ cảm thấy một cái sự rất trân trọng nhưng mà lại gần gũi thân thương. Một mối tương quan không phải là của người trên với người dưới theo cái nghĩa là vua với lại bề tôi, nhưng mà của một người đúng như Chúa Giêsu nói, càng làm lớn bao nhiêu thì càng hầu hạ phục vụ anh em mình bấy nhiêu, quan tâm đến người dưới. Này, sao nhìn mặt thấy có chuyện gì mà buồn thế? Chắc không phải là ốm đau rồi, khỏe mà, vậy thì bây giờ đang có chuyện gì vậy? Dạ thưa bề trên, nhà con, mẹ con bị dính virus corona. Vậy hả? Rồi để nó cả cộng đoàn cầu nguyện cho, rồi gọi điện về hỏi thăm đi. Nếu có điện thoại đi, cho mượn điện thoại này, rồi cho mượn điện thoại di động mà có FaceTime để nhìn mặt, nói chuyện với mẹ cho mẹ an tâm, cho mẹ vui, cho mẹ vững tin vào lòng thương xót Chúa hơn. Nếu mà có được sự quan tâm như vậy thì tuyệt vời quá thưa anh chị em. Những người dưới lúc nào họ cũng sợ, họ cũng che giấu những cái lo lắng buồn rầu của họ. Vì có những người mà thấy bề dưới buồn rầu rồi bảo là đi tu mà lúc nào cũng buồn, vậy là không có ơn gọi lại cho người ta đi về đấy chứ không chừng. Cho nên có những cái lo lắng buồn rầu sợ ấy họ giấu, họ không dám nói. Nhưng mà họ có thể tỏ ra về mặt của họ, sao giấu được. Mình nhìn về mặt của họ để có thể đoán. Nếu mình quan tâm thì sẽ thấy. Còn nếu mà lúc nào cũng bắt bề dưới quan tâm đến bề trên, những người dưới phải quan tâm đến những người có quyền trên mình, giáo dân phải coi cái cha sở như thế nào, cha ho một tiếng thì cũng phải lo, cha hắt hơi một cái thì cũng sợ. Rồi linh mục mà đến trước giám mục cũng thế thôi, cũng lấm la lấm lét rồi cũng sợ, người ho cái cũng lo không biết có chuyện gì đây, vân vân. Thì thưa anh chị em, làm sao bỏ được cái đó để có mối tương quan thân thương gần gũi? Sao có chuyện gì vậy? Mà như Đức Giêsu đến với hai cái môn đệ trên đường Emmaus, sao hai ông có chuyện gì vừa đi mà chuyện trò với nhau mà có vẻ buồn thế? Người trên có quan tâm đến cái lo lắng của người dưới không? Sợ hãi của người dưới không?
phải đặt mình vào cái vị trí là người dưới mới hiểu được họ như thế nào. Còn mình cứ lúc nào cũng tỏ quyền ra, lúc nào cũng tỏ uy ra, thì dưới sao mà dám nói. Họ có gì họ cũng giấu. Rồi đến lúc mà nó bể oáng ra thì không kịp nữa, không kịp chữa nữa, không kịp sửa nữa. Mất ơn gọi như chơi. Cho nên những người có trách nhiệm nhìn vào hình ảnh của ông vua Nehemiah mà được nhà vua Artaxata nói rằng sao mặt khanh buồn rầu thế, đau ốm gì không? Hẳn trong lòng phải có chuyện chi buồn lắm. Rồi tôi vô cùng sợ hãi, nhưng mà tâu với nhà vua rằng là sắc mặt của thần không buồn sao được, khi mà thành đô nơi tổ tiên của thần an nghỉ đã ra hoang tàn và cửa thành bị tiêu hủy. Dám nói mạnh dạn như thế, vua mới bảo tôi rằng là vậy khanh muốn gì? Vậy khanh muốn gì? Người trên có dám hỏi người dưới vậy con cần gì, con muốn gì hay không? Hay là lúc nào cũng ta muốn, tôi cần. Ở dưới phải đáp ứng cái mà ở trên cần, cái mà ở trên muốn. Có khi chỉ cái mà bị trên muốn chứ đâu có cần đâu, mà mình cũng phải làm theo. Còn đây cái mà mình cần không dám nói chứ đừng có nói gì. Còn đây khanh muốn gì? Trước khi trả lời thì tôi cầu xin Thiên Chúa các tầng trời đã. Rồi mới thưa xin cử thần đi để mà xây dựng lại đền thờ, đền thánh, phần mộ tổ tiên. Và nhà vua ban cho tôi như thế, cấp chiếu thư để những nơi khác phải giúp, cấp chiếu thư để cấp gỗ mà làm khung cửa đền thờ, vân vân. Vua ban cho tôi như thế. Đấy, đọc đến đây tôi thấy rằng là cầu xin, cầu mong làm sao những người ở trên biết quan tâm đến nhu cầu của người dưới, nhu cầu vật chất, nhu cầu tinh thần, và không phải là ban, có vẻ như là ở trên rót xuống như thế thì lại là cơ chế xin cho, nhưng mà ở trên quan tâm đến nhu cầu và đáp ứng cái nhu cầu của người dưới. Bây giờ người dân họ đang đói cơm ăn vì bị ở trong những vùng phong tỏa, trong khu cách ly. Những người có trách nhiệm, những người quan tâm đến cái nhu cầu, phải hiểu rằng họ bao nhiêu ngày tháng ở trong nhà, bức bối lắm rồi, lo sợ lắm rồi, và không có cái gì để ăn, đói lắm rồi. Có những người nói chỉ còn tí gạo cầm chừng, hoặc là húp cháo sống qua ngày. Mình phải hiểu được rằng là khi mình ngăn cách như thế để khỏi bị lây nhiễm thì người ta sống làm sao, cái tâm trạng, cái tâm tư, nguyện vọng của họ như thế nào. Và nếu mình là người có trách nhiệm thì phải quan tâm giúp đỡ họ, chứ không phải là làm đơn hết chỗ này đến chỗ kia, gần chục lá đơn mà vẫn chưa được, chạy hết cửa này đến cửa kia, vừa đến thì ông bảo ông đi vắng, vừa đến thì ông bảo mai đến, vừa ấy đến thì ông bảo là đến trễ rồi. Nhiều người rất là khổ vì ở trên quan liêu cửa quyền quá, không quan tâm đến nhu cầu của người dưới để giúp đỡ họ. Phải quan tâm thì mới biết người ta cần cái gì, và mới thực lòng hết sức mà đáp ứng cái nhu cầu khẩn thiết của họ. Lúc đó thì người ta sẽ trung thành với mình thôi. Lúc đó thì người ta sẽ yêu mến mình thôi. Lúc đó thì người ta sẽ quý trọng mình thôi. Còn không thì người ta cứ đứng xa xa thôi, kính nhi viễn chi. Cho nên những người lớn làm lớn, những người lãnh đạo không có bạn thân là như vậy. Rất cô đơn, vì đâu ai dám lại gần, đâu ai dám chia sẻ, do mình thôi. Mình có quyền và mình tỏ quyền đó ra thì người ta cũng chỉ đáp ứng lại bằng cách là phục quyền thôi, chứ không có tình, chỉ lý thôi. Lý thì anh ở trên tôi phải theo thôi. Lý thì anh là bề trên tôi thì tôi vâng lời. Lý thì anh là người có chức có quyền hơn tôi thì tôi phải chịu. Nhưng mà khẩu phục tâm không phục,
miệng thì dạ dạ vâng vâng, dạ thưa bề trên, dạ thưa đức cha, dạ thưa cha sở, nhưng mà lòng thì lẩm ba lẩm bẩm, gượng ép mà làm, buộc lòng phải làm, không bao giờ tự nguyện mà làm, vui vẻ mà làm, yêu mến mà làm. Xin Chúa cho những người ở trên có được cái mối tương quan với người dưới như vậy. Và Đức Giêsu là người đầu đấy, người lãnh đạo đấy, người là Chúa đấy, thầy là thầy, là Chúa mà rửa chân cho anh em, thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Tranh luận nhau ai là lớn nhất, người lớn nhất thì phải là người bé nhất. Ai muốn làm đầu thì cúi xuống mà hầu thiên hạ. Và khi thấy Đức Giêsu là đầu như vậy thì người ta muốn đi theo Đức Giêsu. Oh, đi theo đại ca. Oh, đi theo lãnh tụ. Oh, đi theo đầu đảng, đi theo đảng trưởng, vân vân. Vì người ta thấy, người ta mong rằng là kiếm chút cơm, chút cháo. Người ta mong rằng là được ngồi bên tả, bên hữu trong vinh quang của ông ấy khi ông ấy thống trị thế giới, thống trị đất nước này. Cho nên người ta phò, người ta theo những người có chức, có quyền. Lúc nãy ta nói về phía người ở trên phải quan tâm đến người dưới. Nhưng mà những người dưới đôi khi đi theo những người ở trên, phò những người ở trên, gọi là bợ đỡ, nịnh bợ, ton hót, chỉ để kiếm chút cháo, kể kiếm chút lợi, kiếm chút lọc bỏng mà thôi. Chứ chẳng phải thật tâm muốn theo, chẳng phải là tâm phục, chỉ là khẩu phục để kiếm lời, để kiếm chút cháo, thế thôi. Cho nên khi mà người ta đi theo Đức Giêsu, phấn khởi hồ hởi đi theo, muốn tôn Đức Giêsu lên làm vua, thì Ngài lánh đi nơi khác. Vì biết rằng là đám này nó theo mình chỉ vì có lợi nó theo. Và trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, mình cũng có kinh nghiệm ít nhiều cái đó. Khi mình thành công thì nhiều người đến. Khi mình đang ở trên đỉnh vinh quang thì ui dồi, người ta đẩy mình lên tới tận 9 tầng trời. Khi mình đang nổi thì người ta đẩy mình lênh bênh nữa. Nhưng mà mình mà có bị thất thế, sa cơ, mình mà có bị thất bại, mình mà có bị té thì người ta đạp cho tận bùn đen luôn. Đức Giêsu biết lòng dạ con người như vậy. Cho nên khi người ta hồ hởi, người ta theo Ngài, tôn Ngài lên làm vua, Ngài cũng chẳng có phấn khởi gì đâu. Ô, ta là vua, ó thấy chưa, ta làm được cái chuyện này, chuyện kia. Tôi thấy khi bản thân tôi cũng vậy. Lúc mình làm được chuyện này, chuyện kia, người ta kéo đến cả bao nhiêu chục ngàn người, phấn khởi lắm. Nhiều người vị vọng, nhiều người chức sắc cũng đến với mình lắm. Nhưng mà lúc mình sa cơ thất thế rồi, thì từ lớn đến bé, từ người có chức đến người dân thường đều tránh mình như là tránh hồi, không dám giao tiếp, đừng nói không muốn, không thèm và không dám. Một mình thôi, thưa anh chị em. Chấp nhận cái thân phận đó thôi, quy luật đó thôi, chẳng buồn, chẳng trách gì cả. Vì mình có Chúa mà cần gì. Chúa nói với Faustina, con đừng tìm an ủi nơi người thế gian, cũng đừng tìm dựa vào quyền lực của thế gian này. Hãy chỉ nép sát mình vào trong trái tim của ta. Hãy dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của ta. Ta bảo vệ, ta che chở. Giống như bài đọc 1, nơi Nehemia nói rằng là bàn tay nhân lành của Thiên Chúa tôi che chở tôi. Cũng vậy, trong mọi biến cố xảy đến với tôi, nhất là 10 năm đi loan truyền lòng thương xót Chúa, có lúc lên voi, có lúc xuống chó, có lúc lên thác, có lúc xuống gành, có lúc xuống tận bùn đen, cô đơn, cô độc, cô điêu, cô quạnh, cô vắng, không một người thân nào. Lúc đó chỉ còn bám víu vào Chúa, nói với Chúa, lạy Chúa. Như là Faustina, Chúa có giết con đi nữa thì con vẫn tín thác vào Chúa. Chúa có ném con xuống hỏa ngục đi nữa thì con vẫn tín thác vào Chúa. Cứ bám chặt lấy Chúa và vẫn một lý tưởng duy nhất, lòng thương xót Chúa. Không thay, không đổi, không dời, không lung linh, lung lạc gì hết trơn. Chỉ có một cái duy nhất thôi.
duy nhất một điểm trả lời với tất cả những người có chức có quyền về đạo cũng như đời. Khi họ hạch hỏi, tôi chỉ một ước nguyện duy nhất, loan truyền lòng thương xót Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Dưới bất cứ cách nào, dù trong tù, trong ngục, dù ở bất cứ ở đâu, cũng tìm mọi cách, dưới mọi hình thức để loan truyền lòng thương xót Chúa. Cách mà không ai có thể đụng đến được là cầu nguyện. Tôi cầu nguyện và tôi tin. Ai cấm tôi tin, ai cấm tôi cầu nguyện được. Đức Giê-xu biết những con người mới đi theo Chúa, đi theo lòng thương xót Chúa, họ có tưởng rằng được vinh dự, được bổng lộc, được bằng cấp, được đi rước, đi kiệu, được vô ban chấp hành, được thế này thế kia. Họ đi theo lòng thương xót Chúa vì đang nổi. Đây có ba trường hợp chúng ta thấy muốn đi theo Chúa. Khi Đức Giê-xu đi đường cùng với các môn đệ, thứ nhất, có kẻ đến thưa với Chúa là: thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Là người muốn xin đi theo và nói rằng bất cứ Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Phấn khởi quá. Nếu mà mình như vậy gặp tôi, ô tốt tốt quá, đi đi đi, mau 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 đi. Đi loan truyền lòng thương cho Chúa, đi đi đi, làm bác ái, đi làm cái này thế kia. Chúa Giê-xu biết rõ tâm lòng mỗi người. Cho nên luôn luôn Chúa phải thử thách. Giống như tuyển nhân viên, người ta đến người ta xin việc, phải thử. Phỏng vấn, trước tiên là phỏng vấn. Phỏng vấn thì nhìn cái khuôn mặt đã, thì diện chẩn. Nhìn mặt coi, rồi nhìn cái tướng người như thế nào, nhìn cách ăn mặc như thế nào, nhìn cách nói năng như thế nào. Rồi thử đưa cho một vài việc làm thử coi, viết cho tôi bài này coi, nghe đoạn văn này thì nhận thấy thế nào. Rồi qua cách ăn nói, qua cách đối thoại, mình biết con người họ như thế nào. Phải thử chứ. Thử giai đoạn thử việc quan trọng lắm. Có những người được chuyên môn thuê đi thử, đi tuyển lựa nhân viên cho người ta, đi phỏng vấn để biết người đó như thế nào, trình độ như thế nào, khả năng ra sao, và nên nhận hay không nên nhận, và nhận thì nhận cho vào làm cái khâu nào. Người này chỉ có làm thư ký thôi, người này chỉ có làm bảo vệ thôi, người này thì chỉ có làm kế toán thôi, vân vân. Thì mỗi người đi theo Chúa Giê-xu cũng thế. Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Nghe phấn khởi quá. Có khi nói mà không hiểu, tưởng rằng Thầy đi lên thiên đàng, tưởng rằng Thầy đi lên siêu thị mua đồ, tưởng rằng Thầy đi lên thành phố để đi coi hát. Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Chúa trả lời, tùy họ lựa chọn. Con trồn thì có hang, chim trời nó có tổ, nhưng con người viết hoa, tức là chính Chúa Giê-xu, không có chỗ tựa đầu. Anh có dám đi theo nữa hay không? Tùy. Hôm nay Chúa cũng trả lời với mỗi một người chúng ta, những người đi theo làm con đường lòng thương xót Chúa, hoặc là những người hồ hởi phấn khởi, cha đi tu vậy, Thầy quá, ôi dồi ôi, cho con xin đi với, con xin đi tu, làm linh mục, làm tu sĩ, phấn khởi lắm. Có thể họ thấy rằng là làm linh mục thì tự nhiên bây giờ thấy mới chịu chức xong là có áo mới, có quần mới, có xe mới, có nhà mới, cái gì cũng mới. Rồi bắt đầu bắt một cuộc đổi đời, đang từ giai đoạn bần có nông bìa sang giai đoạn là người có xe, có nhà, có đủ mọi thứ. Cho nên họ muốn đi theo Chúa, muốn đi tu, đi theo Chúa để đổi đời. Bây giờ nhiều ơn gọi cũng phải đặt lại câu hỏi. Đừng cứ thấy người ta xin đi tu ầm ầm mà phấn khởi nói rằng là có nhiều ơn gọi lắm. Quý hầu tinh, bất quý hầu đa. Cần cái chất lượng hơn là cái số lượng. Ít linh mục mà những linh mục nhiệt thành, như là những người mà đi loan truyền tin mừng ở đất nước Việt Nam mình, các vị thừa sai, tuyệt vời. Còn có lượng, số lượng đông nhưng mà chẳng làm cái gì. Có khi đông rồi ngồi ăn, rảnh rỗi rồi đun cãi nhau, đâm lắm chuyện, nói hành nói xấu nhau, rồi tranh hơn tranh thua đủ thế. Ghế thì ít mà ấy thì nhiều, cho nên là ta tranh nhau. Chúa nói đừng có mơ, thực tế. Chúa là con người rất thực tế.
Có những người đến xin đi tu, nói trời con thấy trà vậy, con thấy hay quá, con xin đi tu. Tôi nói suy nghĩ kỹ chưa? À, kỹ, đi tu làm sao? Vậy. Tôi nói không có đâu, đó mới là một mặt thôi. Mặt khác này, đời tu này, có ăn bánh gato chưa? Ồ, ăn bánh gato ngon không trà? Ăn thử cho biết. Các anh chị biết bánh gato. Trong đời tu người ta cũng ăn bánh gato vậy. Gato là ghen ăn tức ở đấy. Ghen ăn tức ở. Đời tu đây. Ghen ăn tức ở rồi. Tranh hơn tranh thua như là các môn đệ. Tranh chỗ nhất chỗ nhì. Có mỗi hai chỗ ngon nhất thì hai ông sơ, ông cho Giacobbe và Gioan sơ hai chỗ. Mấy ông kia đấu chịu bực bỏ. Sao chơi ngon vậy được? Rồi cũng có những ông hám lộc mà kiếm đi theo Chúa để mà tiền bỏ túi, rồi không hết tiền rồi bán cả thầy đi. Rồi cũng có những ông thì hăng hái theo thầy lúc mà lên núi Tabor thì phấn khởi lắm. Thưa thầy, nếu thầy muốn thì con xin làm ba lều, một cho thầy, một Moses, một Elia, ba ông Phêrô, Giacôbê và Gioan. Và cũng ba ông đó khi mà vào trong vườn cây dầu, linh hồn thầy buồn đến chết được, các con không thức với thầy một giờ hay sao? Kẻ thù sắp đến bắt thầy rồi, vẫn ngủ, chẳng bận tâm quan tâm gì đến thầy mình. Cho nên đi theo Chúa, Chúa nói với Faustina là con đường lòng thương xót, là con đường đau khổ, là con đường thập giá. Tùy con được tự do để lựa chọn. Nhưng mà nói trước, cũng vậy, những người mà muốn đi vào làm lòng thương xót Chúa, tôi nói, muốn vào thì nguyện tín thác ư? Có chịu được khổ không? Có chịu được khó không? Có chịu được bị hiểu lầm, bị nghi ngờ không? Thì hãy đi. Ủa con thấy lên, mấy anh chị lên hình, lên video. Ồ, đâu có phải. Gọi là hình ảnh chỉ mang tính minh họa thôi. Thực tế là mồ hôi, nước mắt và cả máu đấy. Bị người ta sỉ nhục, bị người ta xua đuổi. Cha con chúng tôi đã từng bị xua đuổi, mang đồ đến để giúp mà chủ nhà bỏ không tiếp. Đóng cửa, xua đuổi, ra đi tủi nhục lắm. Bị người ta coi thường lắm, chứ không phải được đón tiếp hồ hởi phấn khởi đâu. Mình đến giúp người ta đó mà còn phải năn nỉ, xin để mà cho phép mình giúp đấy. Có khi đem tượng, đem mảnh đến mà đi giúp mà các đấng đóng cửa không tiếp, không nhận đấy, chứ đừng có phải dễ đâu. Đấy, không có nơi tựa đầu, chỉ còn một chỗ duy nhất, Thiên Chúa, là nơi mình trú thần. Có bàn tay Chúa nâng đỡ tôi. Như Đức Giêsu, chỉ một chỗ tựa duy nhất là vào Cha của Ngài. Của ăn của ta là làm theo ý Cha. Không có chỗ tựa đầu nào khác. Còn phó linh hồn con trong tay Cha. Thì khi mình đi theo Chúa, đi tu, làm thiện nguyện viên, làm tình nguyện viên, đi phục vụ, tham gia các hội đoàn, tham gia cộng đoàn lòng thương xót Chúa, muốn đi vào con đường lòng thương xót Chúa, suy nghĩ cho kỹ. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Trường hợp thứ nhất là người ta đến, người ta xin đi theo Chúa. Trường hợp thứ hai là chính Chúa đến mời gọi người ta đi theo Ngài. Anh hãy theo tôi. Chúng ta cũng được Chúa mời gọi. Chúa đi bước trước, Chúa mời gọi mình. Thưa Thầy, cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Việc chôn cất người qua đời, nhất là người đó lại là cha của mình, đó là điều đúng chứ, hợp tình hợp lý chứ. Nhưng mà Đức Giêsu bảo được rồi, về chôn cất cha xong rồi đi nhá. Chúa có nói vậy không? Nói vậy thì dễ quá. Nói vậy thì dễ quá, đâu có thử thách. Tôi đã nói là trước khi xài cái dao thì phải thử cái dao nó có bén không đã, rồi hẳn lấy cắt thịt. Lấy đại cái dao nào cũng lấy cắt thịt, cắt lấy cắt để thịt không đứt mà tay đứt. Thưa anh chị em, phải cho cái tay vào, thử với cái lưỡi dao vào cái tay mình á, quay liếc chà chà vào, thấy nó bén hay không bén phải biết rồi sử dụng. Thì
Chúa gọi cũng vậy, mà người ta đến với Chúa xin cũng vậy, mà Chúa gọi người ta cũng vậy, vẫn phải qua thử thách, thử luyện. Vàng thì phải, có biết vàng thật, vàng giả thì phải lấy lửa mà thử thôi. Xin cho con vào ca đoàn. Được, ca đoàn tốt. Thấy trời mấy cái đoàn hát hay quá, lên online thấy hay quá. Được, đây, cầm bài hát, hát thử tôi nghe. Vậy thôi. Muốn đi thiện nguyện tưởng ngon lắm, vậy được rồi, vác 10 bao gạo đi vòng thử có phát nổi hay không. Thì Chúa nói trả lời, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Có nhiều cái giá trị, giá trị tự nhiên và giá trị siêu nhiên, thì cái giá trị siêu nhiên vẫn phải hơn giá trị tự nhiên. Vậy thôi. Muốn đi theo Chúa, và Chúa mời gọi mình đi để đi, Chúa mời gọi mình đi để đi đâu? Phải biết chứ. Để đi loan báo nước trời. Và đi loan báo nước trời tiếp nối công việc mà Chúa đang làm. Đó là điều khẩn cấp, khẩn thiết và điều quan trọng nhất. Mà nếu khi mình thấy điều khẩn thiết, điều quan trọng nhất thì phải ưu tiên cho cái điều đó, rồi mới tới cái thứ hai. Cuộc đời mình đôi khi mình cứ loạn cả lên, chẳng đặt ưu tiên cho cái nào cả. Cái nào thích thì làm, cái ta thích chưa phải là cái cần. Cái mà mình cần phải làm đôi khi, thường khi không phải cái mình thích. Này, Chủ nhật, một là đi picnic, hai đi lễ, chọn cái nào? Tự nhiên là tôi chọn đi picnic thôi, vì tôi thích. Còn đi lễ là cái gì tôi có thích không? Không. Nhưng mà cái nào cần, lễ cần hơn, cái giá trị nào cao hơn, giá trị của thánh lễ cao hơn, thì tôi chọn đi lễ rồi mới đi picnic. Nếu phải chọn một trong hai thì phải chọn cái giá trị siêu nhiên, giá trị cao hơn. Này, giữa cục vàng với cục đất anh chọn cái nào? Trả lời tôi đi. Có ai chọn cục đất không? Tôi bảo mình mát, mình khùng. Phải chọn cục vàng thôi. Nhưng mà đôi khi cái cục vàng nó bị bôi bẩn, mình không nhận ra. Còn cái cục đất thì người ta lấy vàng giả, người ta quét lên. Cứ thấy ông à ông ánh là chọn thôi. Chẳng biết thật giả, chẳng biết đúng sai, chẳng biết giá trị như thế nào. Coi chứ cái cục kia đó, dơ bẩn như vậy chứ mà rửa đi, chùi đi coi. Cái viên ngọc đó, càng rũa càng mài nó càng bóng, càng sáng lên đó. Chứ còn cái đồ này hàng mã, bóng 3, bóng 7, có người đến tội nghiệp. Hồi đó tôi thấy đến xin giúp đỡ. Nói gia đình con đang khó khăn lắm, cha giúp cho chúng con tiền học cho cháu nó thế này thế kia, chồng ốm bệnh. Thế thì tôi nhìn, tự nhiên, phản xạ tự nhiên tôi bảo, chị mà khó khăn à? Bảo thưa cha con khó khăn thật đấy. Bảo tôi nhìn chị đâu thấy khó khăn, bảo sao cha biết. Thì đây, tôi thấy tay chị đeo một cái vàng, hay rồi hai cái cổ đeo sợi dây chuyền, rồi hai tay đeo hai cái gì đó, cái bông xuyến, bông tai gì đó. Chị nói nhỏ, thưa cha, chẳng giấu gì cha, vàng giả đấy cha. Đeo cho nó có với chị, với em, chứ không nghĩ em không có gì, người ta cười, xấu hổ. Nhưng mà nếu mà chị xin khó khăn mà chị đeo này thì ai mà giúp được, bảo tôi mà giúp chị, người ta sẽ bảo tôi là cha này, người ta đã có vàng đeo như thế mà còn đi giúp đỡ nữa. Nhưng mà đôi khi nó lại bị lộn. Cái người đó khô rách áo ôm đến xin giúp, thấy vậy thương giúp, chẳng hỏi han gì cả. Giúp xong cái, trời ơi cha bị nó lừa rồi. Sao vậy? Nó đi ra kia, nó lên xe taxi, nó đi nó ăn phở kìa cha, nó đi buôn nhà hàng nó ăn. Nó thay quần áo rồi. Vì thế mà phải thử thôi. Cho nên Chúa thử coi. Cái người này không phải là Chúa coi chuyện bố mẹ mình không ra cái gì, không phải. Thứ tư thảo kính cha mẹ có mà. Nhưng mà Chúa thử coi là mình chọn Thiên Chúa với cha mẹ thì chọn cái nào hơn. Phải vâng lời Thiên Chúa với vâng lời con người thì vâng lời ai hơn? Phải chọn chứ. Nếu mà người đã trả lời dạ vâng, con sẵn sàng đi theo Thầy để loan báo triều đại Thiên Chúa, thì Chúa sẽ bảo
chắc chắn Chúa sẽ nói được, tốt lắm. Nhưng mà bây giờ con về con chôn cha mẹ con xong rồi con đến nhá, hẹn mai 6 giờ sáng ra bến xe miền Tây cha đón con đó. Còn nếu mà mình dội bảo trời ơi bố chết rồi, chôn bố tôi đã chứ loan báo thì lúc nào chả loan được, còn bố chết con lần thử thôi, như mình phản ứng như vậy thì thôi rồi, mình đâu biết được cái nào là giá trị đúng, giá trị hơn, giá trị thật. Cái thứ ba, một người khác lại nói, thưa thầy tôi xin theo thầy nhưng cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Một người thì tình nguyện thầy đi đâu tôi cũng đi theo. Người khác thì Chúa gọi này hãy đi theo tôi. Còn người thứ ba thì tôi đi theo thầy nhưng với điều kiện là cho tôi về từ biệt gia đình trước đã. Cũng hợp lý luôn. Hợp tình hợp lý luôn. Những người kia bảo về chôn cha mình, còn đây thôi con sẵn sàng theo thầy, nhưng cho con về con nói lời từ biệt với cha mẹ chứ. Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Đã đi theo Chúa thì dám tín thác vào Chúa, tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Chúa lo cho còn hơn những gì mình lo. Có dám hay không? Có dám hay không? Cái sự đi theo Chúa là một sự tín thác. Tín thác là mình tin vào Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Mặc dù có thể mình chưa thấy, không thấy, nhưng mình vẫn tin. Tin vào con người Giê-xu ấy là một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Bất chấp cái chuyện gì xảy ra, Ngài đi đâu con cũng đi theo. Còn tất cả những cái gì khác, tất cả những mối tương quan khác, tất cả những nhu cầu khác, tin vào hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa, còn mọi sự người sẽ ban cho sau. Có dám tin điều đó hay không? Còn nếu mà mình, thưa thầy con đi xin đi theo thầy, thế thôi. Thôi, vậy thì được rồi. Về trả bố mẹ đi rồi đi. Ngay thôi. Nhưng mà đây là mình lại đặt điều kiện với Chúa trước. Đi theo Chúa là vô điều kiện. Không có điều kiện gì cả. Mà đặt điều kiện với Chúa thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Cha tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau. Còn bắt cá hai tay. Nên có những người đi tu mà nặng nợ gia đình quá cũng khó tu. Dám, nhiều khi tôi cũng thấy mình cũng bị cám dỗ, bị thử thách chứ. Mẹ mình có mình gần 90 tuổi, lết hai cái tay đi bằng hai tay, ngồi trên cái nệm kéo lê. Có mình mà trong giai đoạn Covid này, kín mít hết, không được về thăm, không được tiếp tế gì. Mẹ sống sao, cũng lo. Nhưng mà nếu mà lo, chắc chắn không giảm được. Chắc chắn không làm những món ăn cho anh chị em được. Mình nói với anh chị em mình là tín thác vào Chúa và quyền năng lòng thương cho Chúa. Mình lo việc của Chúa, Chúa lo việc của mình, được không? Lo cả gấp mấy, mẹ tôi vẫn vui, vẫn khỏe. Vẫn, 100 em ơi, chiều nay 100%, 100 em ơi, chiều nay lại cắm trại rồi. Thiết quân luật đó, không cho đi lại 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng, mẹ tôi cười khà khà. Vậy là 100 em ơi, chiều nay 100%. Và tới giờ, bà cụ vẫn khỏe. Chị tôi bị Covid, cũng lo chứ. Nhưng mà nếu mình lo như vậy rồi mình nói với người khác làm sao? Giảng sao? Chia sẻ như thế nào? Nói về lòng tín thác như thế nào? Còn vẫn cứ giảng. Còn chị con, Chúa sẽ lo. Mà Chúa có cất chị con về, cất mẹ con về mà con không về thăm được, không về nhìn mặt được, thì con cũng vẫn tạ ơn Chúa dù trong nước mắt, và con vẫn cứ tiếp tục ngày nào cũng làm những món ăn tinh thần cho anh chị em của con. Con lo việc Chúa, Chúa lo việc con, lo gấp trăm gấp ngàn lần, miễn là lúc nào cũng dám mạnh dạn lạy Chúa Giê-xu, con tín thác vào Chúa. Mấy anh chị em thinh lặng cầu nguyện. Xin Chúa cho mỗi người chúng con sẵn sàng theo Chúa để loan báo tin mừng của Chúa, nhất là loan báo lòng thương xót của Chúa bằng lời cầu nguyện và nhất là bằng cuộc sống của chúng con. Chấp nhận mất mát thua thiệt, chấp nhận mồ hôi nước mắt, chấp nhận mất hết tất cả để được Chúa,
để làm chứng cho lòng thương xót Chúa, để loan truyền lòng thương xót Chúa. Và chúng con tin chắc chắn rằng Chúa sẽ lo cho chúng con gấp trăm, gấp ngàn, vì đông đấu nào sẽ được đông lại bằng đấu ấy, mà còn dằn, còn lắc, còn thêm, còn vun nhiều hơn cả những gì chúng con mong ước. Xin dâng lên Chúa những người xin chúng con khấn nguyện ơn bình an, ơn hoán cải, ơn chữa lành bệnh thân xác tâm hồn, và những ơn như lòng mong ước. Mời anh chị em đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nạm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để con lìa bỏ Chúa bao giờ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an. Dâng cao theo bước chân đời con không ngại ngần, khi màn đêm buông xuống hồn con an vui trong giấc ngầu, tình yêu dâng cao theo tiếng lòng Chúa là nơi con cậy trông. Chuyện đạo, chuyện đời, ngày 29 tháng 9, Tổng lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel và Raphael. Nhiều khi con đến với Chúa, nhưng con ngã lòng trong cây. Nhiều khi con đến với Chúa, nhưng lòng tin con hờ hững. Và khi Chúa mở trí lòng con, Chúa chạm đến hồn con mới biết Chúa yêu con nhiều. Chuyện đạo, chuyện đời, ngày 29 tháng 9, Tổng lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel và Raphael. Michael, Gabriel và Raphael là những Tổng lãnh Thiên Thần. Các ngài làm nhiệm vụ bảo vệ con người. Và chúng ta biết đôi chút về mỗi vị từ kho tàng Kinh Thánh. Tên của Tổng Thiên Thần Michael có nghĩa là ai bằng Thiên Chúa. Ba cuốn sách của Bộ Kinh Thánh nói về Đức Thánh Michael là Daniel, Sách Khải Huyền và Thư Thánh Giuđa. Trong Sách Khải Huyền nơi chương 12 các câu 7 đến câu 9, chúng ta đọc thấy có một trận chiến vĩ đại xảy ra trên trời. Michael và các thiên thần của ngài giao chiến với Satan. Michael trở nên nhà vô địch về lòng trung thành đối với Thiên Chúa và là đấng bảo vệ dân Thiên Chúa. Chúng ta hãy nài xin Thánh Michael làm cho tình yêu của chúng ta ngày thêm thắm thiết đối với Chúa Giêsu và với việc thực hành đức tin công giáo. Danh xưng Gabriel có nghĩa là sức mạnh Thiên Chúa. Gabriel cũng được sách Daniel đề cập tới.
Gabriel rất quen thuộc đối với chúng ta, bởi vì Ngài là nhân vật quan trọng trong tin mừng của Thánh ký Luca. Vị tổng lãnh thiên thần này đã báo tin cho Đức Maria rằng mẹ sẽ trở nên mẹ của Đấng Cứu Thế. Gabriel cũng báo tin cho Zacharia rằng ông và vợ ông là bà Elizabeth sẽ có một con trai và ông sẽ đặt tên cho con trẻ là Gioan. Gabriel chính là sứ giả của tin mừng. Chúng ta hãy nài xin Ngài giúp chúng ta cũng trở nên những sứ giả tốt lành như Ngài. Tên Raphael có nghĩa là Thiên Chúa chữa lành. Chúng ta đọc thấy cái câu chuyện thương cảm nói về vai trò của Raphael trong sách Tobia. Ngài đã chữa lành đôi mắt mù lòa của Tobit và đã đồng hành cùng Tobia, con trai Tobit, trong cuộc hành trình của cậu. Cuối cuộc hành trình, Raphael đã mặc khải nhân dạng đích thực của mình. Raphael cho biết Ngài là một trong 7 vị thiên thần luôn đứng chầu trước Ngài Thiên Chúa. Chúng ta hãy nài xin Thánh Raphael cũng bảo vệ chúng ta trong những cuộc hành trình, dù đó là một lộ trình ngắn như đi tới trường, đi tới công sở, đi chợ. Chúng ta hãy cũng nài xin Ngài trợ giúp khi bản thân chúng ta hay một người thân yêu của chúng ta bị đau yếu. Thưa anh chị em và các bạn, mừng lễ kính tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael. Mỗi người chúng ta tự hỏi, có bao giờ người ta nói với bạn rằng là bạn là một thiên thần không? Hay là bây giờ chúng ta hay nghe từ thiên thần áo trắng được chỉ đến các bác sĩ, y sĩ, nhân viên y tế, những người mặc áo trắng tận tâm tận lực phục vụ trong các bệnh viện, đặc biệt là các bệnh viện dã chiến, nơi những bệnh nhân nhiễm virus corona đang được nằm điều trị. Những thiên thần áo trắng ngày đêm miệt mài làm công việc cứu người, chữa bệnh, chăm sóc. Họ quên cả bản thân, quên cả hạnh phúc riêng, hạnh phúc gia đình. Không ai được về nhà vì sợ lây nhiễm cho những người trong gia đình của mình. Người nhà cũng không được phép đến thăm họ. Họ phải tự cách ly, làm việc trong bệnh viện rồi nghỉ riêng ở một nơi. Có những y sĩ, bác sĩ đã nằm xuống vĩnh viễn vì bị lây nhiễm các bệnh nhân virus corona. Có những bác sĩ, y sĩ miệt mài ngày đêm và âm thầm lặng lẽ, chẳng ai biết tên, chẳng ai biết tiếng. Những thiên thần áo trắng ấy, khi dùng từ thiên thần, người ta muốn nói đến một người giúp đỡ người khác, quan tâm đến người khác, tỏ lòng thương xót và thực hành lòng thương xót với người khác. Chúng ta vẫn hiểu thiên thần là gì? Là những người mà ngày xưa còn bé mình được giáo lý bổn ông ấu, thiên thần là loài gì? Thưa, thiên thần là loài thiêng liêng, Chúa đã dựng nên để chầu trực phụng sự người. Hỏi thiên thần có làm gì chúng ta không? Thiên thần cứu giúp chúng ta, còn ma quỷ chỉ muốn ta phạm tội và làm hại ta mà thôi. Một cuộc chiến đấu giữa thiên thần và ác quỷ trong các bộ phim, trong các câu chuyện thần thoại, trong các chuyện cổ tích luôn luôn là biểu tượng của bóng tối và ánh sáng, sự thiện và sự ác. Thiên thần biểu trưng cho sự thiện, cho ánh sáng, cho những điều tốt lành. Chiến đấu với ma quỷ là bóng tối, là sự dữ, là tội ác, là những cái gì xấu xa. Mỗi người chúng ta tự hỏi, hoặc là mình có hỏi người khác, bạn là thiên thần ư? Người ta cũng có thể hỏi mình, này cha có là thiên thần không? Này con có là thiên thần không? Chúng ta là thiên thần theo nghĩa đó là người thứ nhất luôn luôn biết chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh Thiên Chúa.
Không phải chúng ta chỉ ngợi khen tôn vinh Thiên Chúa ở đời sau, mà ngay từ đời này, bất cứ ở đâu và bất cứ hoàn cảnh nào. Không phải chỉ lúc nào ta được may lành, ta được chữa khỏi virus corona, thử và thấy mình có âm tính thì mình mới chúc tụng ngợi khen Chúa. Nhưng mà ngay lúc đau khổ nhất, lúc thử thách nhất, vẫn như là ông Job, Chúa đã ban cho, Chúa đã, rồi Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng Ngài, xin ngợi khen Ngài. Giống như thánh nữ Faustina, dù Chúa có giết con vẫn tín thác vào Chúa, con vẫn chúc tụng ngợi khen Chúa trong nước mắt, trong mồ hôi, trong đắng cay, trong tủi sầu. Đấy thưa anh chị em, vì mình biết rằng Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Chúa là đấng đáng chúc tụng, đáng ngợi khen. Nếu có những sự khó, sự dữ xảy đến, chỉ là Chúa cho phép nó xảy đến. Và Chúa sai các thiên thần để canh giữ, nâng đỡ, bảo vệ mình. Mỗi người có một thiên thần giữ mình, gọi là thiên thần bản mạnh. Và ba tổng lãnh thiên thần này là biểu tượng cho sức mạnh của Thiên Chúa bảo vệ, che chở con người, chữa lành con người, bênh vực con người và loan báo những tin vui, tin mừng đến cho con người. Vậy mỗi người mình cũng là những thiên thần được Chúa mời gọi đóng vai trò của thiên thần khi mình luôn luôn hallelujah tạ ơn Chúa, hallelujah ngợi khen Chúa, hallelujah chúc tụng Chúa. Mở miệng ra là những lời ca ngợi, lời chúc tụng tạ ơn Chúa. Nhìn thấy quyền năng của Chúa để mà chúc tụng ngợi khen, nhìn thấy lòng thương xót của Chúa để mà tôn vinh, tôn vinh lòng thương xót Chúa. Và nhìn thấy thánh ý của Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống, dù mình không hiểu, dù đi ngược với ý của mình, nhưng vẫn tin chắc chắn rằng Chúa chỉ muốn điều tốt lành cho con người mà thôi. Sở dĩ Chúa cho phép ma quỷ, sự giữ bóng tối, sự xấu nó lộng hành là để thanh lọc con người, là để thử luyện con người, là để coi con người có tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa hay không. Nếu không có thử thách ấy, nếu không có những đau khổ, nếu không để cho ma quỷ sự giữ nó lộng hành, thì đâu có biết ai là thật, ai là giả, ai là tín thác, ai là người chỉ có chạy theo thời cơ, miệng thì tín thác vào Chúa, nhưng mà lòng thì tin vào quyền lực của ma quỷ sự giữ, vào quyền lực của thế gian, vào đồng tiền, thưa anh chị em. Vì thế mà mỗi một người chúng ta ngày hôm nay khi mình mừng lễ các thiên thần, mình hãy là người mở miệng ra chúc tụng ngợi khen Chúa. Thay vì than vắn thở dài, thay vì than thân trách phận, thay vì kêu ca trách móc. Điểm thứ hai nữa, thiên thần là người đi loan báo tin vui, tin mừng của một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Mình hãy là người đi loan báo những cái tin vui, tin mừng. Đừng có loan báo những tin thất thiệt, những tin dữ, tin xấu, làm cho người ta hoang mang, làm cho người ta nghi ngờ, làm cho người ta bị chia rẽ, rồi thất vọng và đi đến chỗ lạc mất cả đức tin. Có những người suốt ngày đi gửi những tin nhắn hoặc là gửi những video clip không có, thứ nhất không có thật, không có nguồn gốc chân chính, không có nguồn gốc đích thực. Rồi thứ hai nữa, toàn là những cái tiêu cực thôi, những cái tin đau, tin buồn, tin giật gân, cướp bóc rồi thì thế này thế khác. Và nhất là có những người tiếp tay cho ma quỷ, gửi đi những video clip của cái nhóm lạc giáo, của nhóm bỏ đó, Chúa, của nhóm chống đối giáo hội. Mình cũng tiếp tay vào với ma quỷ sư dữ để mà gửi đi những video clip đó, tệ hại vô cùng, chống phá giáo hội, rồi chống phá Đức Giáo Hoàng, rồi luôn luôn gửi đi những cái sứ điệp mạo danh là của Chúa, của Đức Mẹ, rồi của Mẹ Chúa Trời nữa. Thậm chí đến mức độ vậy mà có những người vẫn cứ tin theo những cái tin xấu, tin bệnh, tin sai quấy ấy. Mỗi người hãy là những thiên thần để giúp người ta nhận ra
tin vui, tin thật. Và thứ ba nữa, làm ai cũng có những đau ốm bệnh tật cần được chữa lành, thì các thiên thần được Chúa sai đi đến để mà bảo vệ, che chở và chữa lành cho con người. Mình cũng hãy là những người đi chữa lành những con người đang buồn sầu, thất vọng, chán nản, những người đang sống trong nghi ngờ, trong lạc đạo, rối đạo. Hãy chữa lành những vết thương thể xác tâm hồn ấy đi. Hãy băng bó, thay vì mình làm cho người ta đau khổ thêm, thay vì làm cho người ta nghi ngờ hơn, thay vì mình làm cho người ta chia rẽ, thì hãy là những thiên thần như trong đêm Giáng sinh, các thiên thần hát vang lời chúc tụng vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dư thế cho người Chúa thương. Amen. Sống đúng, sống đẹp. Thứ tư 29 tháng 9 2021. Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Từ số 116. Số 116. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết linh hồn con trải qua những gì khi hồi tưởng về những nỗi khổ này. Con thường ngạc nhiên vì sao các thiên thần và các thánh lại cứ điềm nhiên khi thấy một linh hồn đau khổ đến thế. Tuy nhiên, các ngài dành cho chúng ta một tình yêu đặc biệt trong những giờ phút ấy. Linh hồn tôi thường than van cùng Thiên Chúa như một đứa trẻ kêu khóc ầm ĩ khi được mẹ lau mặt cho nhưng lại không nhận ra bà. Lạy Chúa Giêsu của con, nguyện chúc danh dự và vinh quang đều thuộc về Chúa trong những thử thách tình yêu này. Vĩ đại và bao la thay lòng xót thương của Chúa, tất cả những gì Chúa đã định cho linh hồn con, lạy Chúa, đều thấm đẫm lượng thương xót của Chúa. Số 117. Tôi cũng sẽ đề cập ở đây rằng những ai đang sống với một người như thế không nên gây thêm cho họ những đau khổ bên ngoài nữa. Quả thật, khi chén của linh hồn đã đầy, chỉ cần thêm một giọt nhỏ cũng là quá nhiều và chén đắng sẽ tràn. Và ai sẽ phải trả lẽ cho một linh hồn như thế? Chúng ta ý tứ, đừng gia thêm đau khổ cho người khác, bởi vì như thế là mất lòng Chúa. Nếu chị em hay bề trên nào đã biết hoặc thậm chí còn nghi ngờ về một linh hồn đang đau khổ vì thử thách như thế mà còn gây thêm đau khổ cho họ thì phạm tội nặng nề. Chính Thiên Chúa sẽ đòi họ phải trả lẽ cho một linh hồn như thế. Ở đây, tôi không nói đến các trường hợp tự bản tính là tội, nhưng về những điều không phải là tội. Chúng ta hãy cảnh giác đừng chất thêm gánh nặng cho một linh hồn như thế. Đây là một lỗi nặng
và thường gặp trong đời sống tu trì, tức là khi thấy một linh hồn đau khổ, chúng ta luôn luôn muốn chất thêm đau khổ cho họ. Tôi không nói mọi người, nhưng cũng có một số người hành xử như thế. Chúng ta tự tiện đưa ra đủ thứ xét đoán và cứ lặp đi lặp lại những lời ấy, trong lúc lẽ ra nên im lặng thì tốt hơn. Cái lưỡi là một cơ phận nhỏ bé, nhưng lại làm những điều lớn lao. Một tu sĩ không giữ thinh lặng thì chẳng bao giờ đạt đến thánh thiện, tức là không bao giờ nên thánh. Tu sĩ ấy đừng tự làm loãng mình, trừ khi chính Thánh Thần Thiên Chúa qua tu sĩ ấy mà lên tiếng. Chỉ khi ấy tu sĩ không được câm nín. Nhưng để nghe được tiếng Chúa, người ta phải giữ tĩnh lặng trong linh hồn và thinh lặng bên ngoài. Không phải sự thinh lặng ủ dột, nhưng là sự tĩnh lặng nội tâm, tức là việc tưởng nhớ đến Chúa. Người ta có thể nói rất nhiều mà không phá vỡ sự tĩnh lặng, và ngược lại, có thể nói rất ít mà vẫn thường xuyên phá vỡ sự tĩnh lặng. Ôi, sự thiệt hại do việc phá thinh lặng gây ra thật không sao bù đắp được. Chúng ta gây ra rất nhiều thiệt hại cho người lân cận và thậm chí cho cả bản thân chúng ta nữa. Theo thiền ý và theo kinh nghiệm của tôi, luật giữ thinh lặng phải giữ vị trí hàng đầu. Thiên Chúa không ban mình cho một linh hồn lắm miệng. Họ như một con ong đực trong một tổ, ồn ào mọi nơi mà không chịu hút mật. Một linh hồn lắm miệng sẽ rỗng tuếch nội tâm. Họ thiếu cả những nhân đức thiết yếu và sự thân mật với Thiên Chúa. Một đời sống nội tâm sâu xa, một cuộc sống bình an và một nếp sống tĩnh lặng là những nơi có Thiên Chúa ngự trị, là một vấn đề không cần bàn luận thêm nữa. Một linh hồn náo động quấy phá sự tĩnh lặng của người khác là một linh hồn không bao giờ nếm hưởng được sự ngọt ngào của sự tĩnh lặng nội tâm. Tôi đã thấy nhiều linh hồn giữ những tầng sâu hỏa ngục vì chỉ không giữ thinh lặng. Họ cho tôi biết như thế khi tôi hỏi về nguyên nhân trầm luân của họ. Đây là linh hồn của các tu sĩ. Lạy Chúa tôi, thật đớn đau khi nghĩ rằng lẽ ra họ đã được lên thiên đàng mà còn là những vị thánh nữa. Lạy Chúa Giêsu, xin rủ lòng thương xót. Số 119. Tôi run rùng khi nghĩ đến phải trả lẽ về cái lưỡi của mình. Có sự sống mà cũng có sự chết ở nơi cái lưỡi. Đôi khi chúng ta giết người bằng lưỡi. Chúng ta là những kẻ giết người thật sự. Tôi thực sự không hiểu nổi những lương tâm như thế. Tôi biết một chị kia, khi nghe người ta xì xèo về một điều nọ của mình, chị liền ngã bệnh trầm trọng. Chị đã mất rất nhiều máu và khóc lóc rất nhiều, đưa đến hậu quả vô cùng thê thảm. Không phải lưỡi gươm mà là cái lưỡi đã gây nên tất cả những điều ấy. Lạy Chúa Giêsu thinh lặng của con, xin thương xót chúng con. Số 120.
tôi đã nói loanh quanh về đề tài thinh lặng. Nhưng đó không phải là điều tôi muốn bàn đến, nhưng là cuộc sống của linh hồn với Thiên Chúa và việc đáp ứng ân sủng. Một khi đã được thanh luyện và giao tiếp thân mật với Thiên Chúa, linh hồn bắt đầu vận dụng tất cả sức lực quanh mình để bước theo Người. Tuy vậy, linh hồn không thể tự sức làm được việc gì. Một mình Thiên Chúa liệu định mọi sự. Linh hồn biết và ý thức được điều đó. Họ vẫn còn trong chốn lưu đày và quá hiểu vẫn còn những ngày mây mù mưa bão. Nhưng giờ đây, ắt hẳn linh hồn phải nhìn sự vật một cách khác hẳn trước kia. Linh hồn không tìm sự an tâm trong bình an giả tạo, nhưng sẵn sàng để chiến đấu. Linh hồn biết mình xuất thân từ dòng tộc chinh chiến. Giờ đây, linh hồn đã ý thức hơn về mọi sự. Linh hồn biết mình thuộc về dòng dõi vương giả, nên lưu tâm đến tất cả những gì cao trọng và thánh thiện. Số 121. Sau những cuộc thanh luyện qua lửa ấy, Chúa sẽ trào đổ một thác ân sủng xuống cho linh hồn. Linh hồn hoan hưởng sự kết hợp thân mật với Thiên Chúa. Họ được nhiều thị kiến, cả xác thể lẫn trí năng. Nghe được nhiều tiếng nói siêu nhiên và đôi khi cả những mệnh lệnh rõ ràng. Mặc dù được những ân sủng này, nhưng linh hồn vẫn thấy chưa đủ. Thực vậy, xét ra cũng là kết quả của ơn Chúa. Linh hồn thấy mình thiếu thốn hơn trước vì lúc này phải đương đầu với nhiều nguy hiểm và dễ dàng trở thành miếng mồi cho các ảo tưởng. Linh hồn phải nài xin Chúa ban cho một vị linh hướng, nhưng không phải chỉ cầu nguyện suông mà còn phải gắng hết sức tìm cho được một vị hướng dẫn chuyên môn trong những vấn đề này. Như một viên chỉ huy phải biết rõ những con đường dẫn quân ra trận. Một linh hồn kết hợp với Chúa phải được trang bị sẵn sàng cho những trận chiến dữ dội và hết sức gian truân. Chúa sẽ ngự đến với linh hồn một cách đặc biệt sau những thanh luyện và nước mắt. Nhưng linh hồn không phải lúc nào cũng hợp tác với ơn Chúa. Không phải vì linh hồn không sẵn lòng hợp tác, nhưng vì gặp quá nhiều khó khăn cả trong lẫn ngoài, đến độ thực sự phải coi là một phép lạ nếu giữ được linh hồn trên những đỉnh cao ấy. Trong vấn đề này, linh hồn tuyệt đối cần phải có một vị linh hướng. Người ta thường gieo hoài nghi vào linh hồn tôi, và chính tôi đôi lúc cũng hoảng sợ khi nghĩ rằng mình dù sao cũng là một con người ngu xuẩn, không hiểu biết bao nhiêu, nhất là về các vấn đề thiêng liêng. Khi những nỗi nghi ngờ gia tăng, tôi đã đi tìm ánh sáng nơi Cha giải tội hoặc các vị bề trên. Nhưng tôi đã không đạt được điều mình trông đợi. Số 122. Khi tôi thổ lộ vấn đề cho các bề trên, một vị đã hiểu biết linh hồn tôi và con đường Chúa muốn tôi đi. Tôi nghe theo lời khuyên của mẹ và đã tiến bộ rất nhanh trên đường trọn lành. Nhưng việc này chẳng được bao lâu. Khi giải bày linh hồn một cách tường tận hơn, tôi đã không đạt được điều mình mong ước. Dường như vị bề trên cho rằng những ân huệ ấy là điều hoang tưởng. Thành ra tôi chẳng nhận thêm được sự trợ giúp nào nữa. Mẹ nói với tôi rằng không thể có chuyện Thiên Chúa kết tình nghĩa thiết với các thụ tạo của người như thế. Này chị, tôi sợ cho chị đấy. Biết đâu đây không phải là một hình thức ảo tưởng nào đó.
tốt hơn chị nên tìm lời khuyên của một linh mục. Nhưng cha dạy tội cũng chẳng hiểu tôi. Ngài nói, chị ơi, chị nên bàn hỏi những vấn đề này với các bề trên của chị thì hơn. Thế là tôi đi từ các bề trên đến cha dạy tội, rồi lại từ cha dạy tội vòng về với các bề trên. Thế mà cũng chẳng tìm được sự bình an. Những hồng ân linh thánh lại trở thành những đau khổ lớn lao cho tôi. Hơn một lần tôi đã thẳng thắn bộc lộ cùng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con sợ Chúa. Có lẽ Chúa không phải là một ông ma đấy chứ? Lúc nào Chúa Giêsu cũng trấn an, nhưng tôi vẫn cứ hoài nghi. Tuy nhiên, thật lạ lùng, tôi càng hoài nghi, Chúa Giêsu càng ban cho tôi nhiều bằng chứng cho thấy những việc này do Chúa mà ra. Số 123. Khi thấy các bề trên không làm cho tâm trí tôi được thanh thản, tôi đã quyết định không nói gì về các vấn đề thuần túy nội tâm này nữa. Bên ngoài tôi cố gắng như một nữ tư tốt lành trình bày mọi sự cho bề trên, nhưng về nhu cầu tâm hồn tôi chỉ nói trong tòa cáo giảng. Dựa trên nhiều nguyên nhân rất xác thực, tôi biết rằng một người nữ không được mời gọi để phân định những mầu nhiệm thế này. Tôi đã để mình phải chịu nhiều đau khổ không cần thiết trong suốt một thời gian dài. Tôi bị coi như một kẻ bị quỷ ám, bị nhìn bằng ánh mắt thương hại, và bề trên đã thực thi nhiều biện pháp phòng ngừa đối với tôi. Tin đồn đến tai tôi là các chị em đã coi tôi là một kẻ như thế. Và bầu trời vẫn còn u ám quanh tôi. Tôi bắt đầu lảng tránh các ơn này, nhưng điều ấy vượt quá sức tôi. Bỗng nhiên, tôi bị bao phủ trong tình trạng tịnh hiệp. Ngược với ý tôi đã được đắm chìm trong Thiên Chúa, và người đã giữ tôi trong sự lệ thuộc hoàn toàn vào người. Số 124. Trong những thời gian đầu, linh hồn tôi lúc nào cũng có phần lo sợ, nhưng về sau được tràn ngập một niềm bình an và sức mạnh lạ lùng. Số 125. Tất cả những điều này vẫn có thể chịu đựng nổi, nhưng khi Chúa truyền tôi phải vẽ bức hình ấy, người ta bắt đầu công khai nói và coi tôi là một người cuồng loạn, bị hoang tưởng. Và những lời đồn thổi ấy ngày càng rõ hơn. Một chị đã đến nói riêng với tôi. Chị gợi chuyện bằng những lời thương hại. Này chị, tôi nghe người ta nói chị là một người hoang tưởng và chị có nhiều thị kiến. Người chị em đáng thương của tôi ơi, chị hãy giữ mình trong vấn đề này nhé. Chị ấy rất chân tình, thành thực kể cho tôi nghe những gì chị đã biết được. Nhưng hàng ngày tôi vẫn phải nghe những chuyện như thế. Một mình Chúa biết phải mệt mỏi thế nào. Số 126. Tuy nhiên, tôi quyết tâm chịu đựng tất cả trong im lặng và không giải thích gì khi được hỏi. Một số người cảm thấy khó chịu vì sự nín lặng của tôi, nhất là những người tọc mạch. Một số khác chín chắn hơn đã nói, chị Faustina ắt phải rất thân mật với Chúa mới có sức chịu nhiều đau khổ như vậy. Dường như tôi phải đương đầu với hai nhóm quan tòa. Tôi ráng sức giữ thinh lặng trong ngoài, không nói gì về mình, ngay cả khi một số chị em đến hỏi thẳng. Cặp môi tôi được niêm lại.
Tôi chịu đựng như một chú chim bồ câu không hề than vãn. Nhưng một số chị em dường như thấy hứng thú trong việc làm khổ tôi theo khả năng của họ. Sự nhẫn nhục của tôi chọc tức họ. Nhưng Thiên Chúa đã cho tôi nhiều sức mạnh nội tâm để chịu đựng một cách bình lặng. Số 127. Biết rằng không thể tìm được ai trợ giúp trong những giờ phút thế này, tôi bắt đầu cầu nguyện và xin Chúa ban cho một cha giải tội. Ước mong duy nhất của tôi là có một vị linh mục nào đó nói với tôi thế này: chị hãy an lòng, chị đang đi đúng đường. Hoặc là chị hãy vứt hết những thứ này đi vì chúng không phát xuất từ Chúa. Nhưng tôi không sao tìm được một linh mục vững tin đủ để nhân danh Chúa mà cho tôi một ý kiến như thế. Và thế là sự phập phồng vẫn cứ còn luôn mãi. Lạy Chúa Giêsu, nếu thánh ý Chúa muốn con sống mãi trong sự phập phồng này, nguyện thánh danh Chúa được chúc tụng. Lạy Chúa, con nài xin Chúa hướng dẫn linh hồn con và ở với con, vì con chỉ là hư vô. Số 128. Thế là tôi phải chịu xét đoán tư bề. Không có gì nơi tôi thoát được sự xét đoán của chị em. Nhưng giờ đây, dường như sau khi đã chán chê, họ bắt đầu để tôi yên. Linh hồn thê thảm của tôi tìm được một chút nghỉ ngơi. Và tôi biết Chúa vẫn ở rất gần bên tôi trong những giờ phút bách hại như thế. Cuộc đình chiến này chỉ tạm ngưng một thời gian ngắn. Một trận cuồng phong khác lại nổi lên. Và lúc này, đối với họ, những sự ngờ vực trước kia đã trở thành những sự kiện có thật. Và một lần nữa tôi lại phải nghe những bài ca cũ. Có lẽ Chúa muốn thế. Nhưng thật lạ lùng, ngay cả bề ngoài tôi cũng bắt đầu cảm thấy sự thất bại đủ thứ. Việc này kéo thêm nhiều thứ đau khổ đủ loại ập xuống trên tôi mà chỉ mình Chúa biết. Nhưng tôi cố gắng hết sức để chu toàn mọi việc với ý hướng thật ngay lành. Giờ đây, tôi có thể thấy mình đang bị theo dõi mọi nơi như một tên trộm. Trong nhà nguyện, trong lúc đang chu toàn các bổn phận, trong phòng riêng, tôi biết hiện giờ, ngoài sự hiện diện của Thiên Chúa, tôi còn ở trước sự hiện diện nhân loại nữa. Và tôi phải nói hơn một lần, sự hiện diện nhân loại này đã làm cho tôi hết sức khó chịu. Có những lúc tôi phải tự hỏi không biết có nên cởi đồ để tắm rửa hay không. Thực vậy, ngay cả chiếc giường đáng thương của tôi cũng nhiều lần bị lục lọi. Hơn một lần tôi đã phải nực cười vì biết họ thậm chí cũng không chịu để yên cho chiếc giường của tôi. Một chị cho tôi biết tối nào chị cũng đến phòng tôi để xem tôi nằm trên giường như thế nào. Tuy nhiên, bề trên vẫn là bề trên. Dù các ngày làm tôi nhục nhã và lắm khi còn gây cho tôi đủ loại hoài nghi, nhưng các ngài luôn ban phép, luôn cho phép tôi làm theo những điều Chúa truyền, mặc dù không theo cách tôi xin, nhưng bằng một cách khác. Các ngài đã làm trọn những yêu sách của Chúa và ban phép cho tôi thực hiện tất cả việc khổ hạnh và hãm mình mà Chúa yêu cầu. Một ngày kia, một vị bề trên đã nổi cơn tâm bành và làm tôi nhục nhã đến độ nghĩ rằng không thể chịu nổi. Mẹ nói rằng, cái chị dở hơi, đồ thị kiến điên khùng, xấu khỏi cái phòng này ngay. Đừng có mà nói vớ nói vẩn như thế.
mẹ tiếp tục trút xuống đầu tôi mọi thứ có thể nghĩ ra. Tôi về phòng riêng, gục mặt trước tượng thánh giá, rồi ngước nhìn lên Chúa Giêsu mà không sao thốt lên được nửa lời. Tuy nhiên, tôi giấu mọi chuyện không cho ai biết và giả bộ như không có gì xảy ra giữa chúng tôi. Số 129. Satan luôn luôn lợi dụng những giờ phút như thế, những tư tưởng chán trường bắt đầu nổi lên. Đây là phần thưởng cho ngươi về sự trung thành và thực tâm của ngươi đấy. Làm sao có thể chân thành trong khi lại bị hiểu lầm như thế? Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, con không thể tiếp tục được nữa. Tôi lại ngã gục xuống đất dưới sức nặng, toát đẫm mồ hôi và nỗi sợ hãi bắt đầu lấn lướt. Trong lòng tôi không còn một ai để nương tựa. Đột nhiên tôi nghe được một tiếng nói trong linh hồn: đừng sợ, Cha ở với con. Và một ánh sáng soi chiếu tâm trí tôi. Tôi đã hiểu rằng không nên đầu hàng trước những phiền sầu như thế. Tôi được đầy tràn sức mạnh và ra khỏi phòng với lòng can đảm mới mẻ để chịu đựng đau khổ. Thưa anh chị em và các bạn, qua trích đoạn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina mà chúng ta vừa nghe, từ số 99 đến số 129, ta thấy tràn ngập những đau khổ mà Faustina phải chịu. Đau khổ vì thấy Chúa bỏ rơi mình. Bây giờ đau khổ vì những gì Chúa nói mình thực hiện thì bị bề trên và chị em hiểu lầm, cho rằng bị ảo tưởng, bị điên khùng, bị quỷ ám, không bình thường. Thậm chí những lời nói đó cay đay nghiến làm cho Faustina đau khổ vô cùng. Mà Faustina đến mức phải nói rằng là chúng ta không nên gây thêm đau khổ cho những con người bị như vậy, vì chính họ đã đau khổ rồi. Họ đau khổ vì Chúa ban cho ai một cái đặc sủng nào thì luôn luôn là phải gánh chịu những đau khổ. Đau khổ là không biết thực sự ý của Chúa là như thế nào. Đau khổ là Chúa ban cho mình cái đặc sủng đó mà mình làm thì lại bị cấm đoán, lại bị chống đối. Những tưởng rằng Chúa ban cho mình một cái đặc sủng, một cái ơn riêng để làm việc gì thì phải có giấy đặc biệt chứ, có giấy ủy quyền hay là có sự phụ lệnh để mà đi đến đâu là xuống đến đó, giống như là có giấy đi đường đặc biệt, đi đến đâu là phải xuôi đến đó, đến đâu người ta giúp đến đó, vì đó là một cái ủy quyền đặc biệt mà. Bây giờ mình được một cái ơn riêng, ơn đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mà đi đến đâu cũng bị người ta nghi ngờ, bị người ta chống đối, thậm chí là cho rằng mình là bị quỷ ám, là bị tâm thần, là không bình thường nữa. Để làm sao chứng minh cho người ta được, vì chính bản thân mình cũng nghi ngờ là không biết có thật hay không mà. Đến mức độ mà hơn một lần Faustina đã phải nói với Chúa rằng là: lạy Chúa, con sợ Chúa quá, có lẽ Chúa không phải là một ông ma đấy chứ. Mà Chúa cũng vẫn trấn an, nhưng mà Faustina vẫn hoài nghi. Mà càng hoài nghi thì Chúa càng ban cho nhiều bằng chứng cho thấy rằng những công việc này do Chúa mà ra. Nhưng Faustina vẫn muốn lảng tránh cái ơn này, muốn né tránh việc gặp Chúa, muốn thoái thác cái bổn phận loan truyền lòng thương xót Chúa, vì chính bản thân mình đã nghi ngờ rồi. Rồi khi mình nói ra thì người ta cũng nghi ngờ mình, người ta dò xét,
rồi những con mắt cú vọ lúc nào cũng xét đoán dò xét coi mình làm cái gì, mình đi đâu, mình nói cái gì, rồi những cái riêng tư nhất của mình, thậm chí đi ngủ trên giường cũng bị người ta dò xét và người ta lục tung đồ đạc để coi mình có còn là con người bình thường hay không. Thưa anh chị em, mỗi sự giằng co cấu xé khủng khiếp lắm. Và bề trên thì nghi ngờ, rồi thì mắng sai xả là dở hơi, Chúa nào mà Chúa lại hiện ra với cái nữ tu tầm thường quá như thế này. Trên một sự giằng co như con người đó, cái đau khổ vô cùng. Đã đau khổ như vậy thì đừng rót thêm đau khổ vào cho người ta nữa. Trong cuộc sống cộng đoàn, anh chị em mình tập đừng gây thêm đau khổ cho nhau. Người ta đã khổ rồi, mình không là Simon Vác Đỡ Thánh Giá, không là Veronica để mà trao khăn lọt mặt cho người anh em của mình đang trên con đường khổ nạn. Thì đừng là Lý Hình để mà giơ chân đạp, để mà giơ roi đánh, để mà sỉ vả thêm người anh em của mình nữa bằng những lời nói, bằng những ánh mắt, bằng những cách nhìn cô lập người anh em của mình vì người ấy có đặc sủng lòng thương xót Chúa, và tìm cách loại trừ người anh em của mình vì người anh em ấy đang thực hiện sứ mạng Chúa trao. Cho nên con người ấy đang bị đau khổ như vậy thì ma quỷ lại cũng tiếp tục cám dỗ là bỏ đi, từ bỏ cái công việc sứ mạng đó đi. Đấy, mày trung thành với Chúa, trung thành với sứ mạng, phần thưởng là cái gì? Là người ta coi mình là bị quỷ ám, là người ta cô lập mình lại, là người ta không tin mình. Bây giờ làm sao mày chân thành như vậy mà vẫn bị hiểu lầm đấy? Cuối cùng, Faustina nhận được sự an ủi rằng không tìm được một ai để nương tựa thì có tiếng nói trong linh hồn: đừng sợ, ta ở với con. Và lúc đó Faustina được tràn đầy sức mạnh và ra khỏi phòng với lòng can đảm mới mẻ để làm gì? Để chịu đựng đau khổ. Cho nên Chúa ban ơn xuống cho mỗi một người. Khi Chúa trao nhiệm vụ gì thì kèm với nhiệm vụ ấy là ơn của Chúa để mình thi hành. Và khi thi hành nhiệm vụ thì khó khăn, thử thách, gian truân vô cùng. Nhưng anh chị em đang được mời gọi đi vào con đường lòng thương xót Chúa, nhìn vào gương thánh nữ Faustina đi để hỏi coi có dám đi nữa hay không, có muốn đi nữa hay không, có muốn tiếp tục đi con đường lòng thương xót Chúa hay không. Bản thân tôi thấy cũng rất rõ, mình nói chẳng ai tin, rồi người ta xa lánh mình, người ta nghi ngờ mình, người ta hiểu lầm mình, người ta hạch tội mình đủ thứ hết, rồi người ta cho rằng mình là kiêu ngạo, ta cho rằng mình là giả dối, ta cho mình là hoang tưởng đủ thứ hết. Nhưng mà có một cái điều lạ lùng là người ta càng chê, người ta càng trách, ta càng nghi ngờ bao nhiêu thì Chúa lại càng ban nhiều ơn bấy nhiêu. Chúa lại càng ban nhiều ơn bấy nhiêu. Ngày xưa phải đặt tay, bây giờ chẳng cần đặt tay. Ngày xưa phải gặp, bây giờ chẳng cần gặp. Giờ chỉ cần những anh chị em gửi những tin nhắn, gửi những email cầu nguyện hiệp thông trong thánh lễ, trong giờ chầu mỗi ngày, cầu nguyện lòng thương cho Chúa mỗi ngày, rồi Chúa ban ơn xuống cho họ. Đây là cái bằng chứng để mình thấy được rằng là Chúa đang trao cho mình cái sứ vụ đó. Chúa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ cầm theo mà Kinh Thánh nói. Cho nên Chúa củng cố cho tôi thấy rõ rằng là công việc ấy vẫn còn đang cần thiết cho nhiều người, và nhiều người đã được hưởng nhờ công cuộc loan báo lòng thương xót này. Và công cuộc loan báo lòng thương xót này thì sẽ bị nhiều người chống đối, nhiều người nghi ngờ, loại trừ, và mình sẽ là người cô đơn, không một ai nương tựa, không một ai mình có thể đến mà nương tựa được, không một ai có thể an ủi cho mình được, hoàn toàn là cô độc trên con đường lòng thương xót Chúa. Nhưng điều quan trọng nhất là đừng sợ, ta ở với con. Ta thinh lặng cầu nguyện cho những người đang bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị chống đối vì loan truyền lòng thương xót Chúa, nhất là đi thực hành và làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Người ta đổ vấy cho công việc của ma quỷ, người ta đổ vấy cho tội ngụy tạo, tạo dựng, giàn dựng. Hãy kiên trì
kiên nhẫn, chịu đựng để làm công việc Chúa trao phó, để xác tín rằng đó là sứ mạng mà Chúa trao cho mình, không còn nghi ngờ gì nữa. Vì Chúa nói càng đau khổ bao nhiêu thì càng chứng tỏ rằng đó là công việc của Thiên Chúa và chứng tỏ rằng con đang đi đúng đường. Xin Chúa chúc lành cho chúng con được trung thành cho đến hơi thở cuối cùng. Sứ mạng đặc biệt Chúa trao là loan truyền lòng thương xót Chúa, làm chứng và thực hành lòng thương xót Chúa. Chúng ta cùng đọc 10 kinh trong chuỗi lòng thương xót Chúa, kinh cầu lòng thương xót của Cha và kinh tận hiến cho Chúa Giêsu, rồi lãnh phép lành và hát bài kinh lòng thương xót Chúa. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ân, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn âm u một linh hồn tin thang. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô đồng. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô đồng. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tôn, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa, trong bàn tay từ ái Chúa.
chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria rất thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót của Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Hẹn gặp lại anh chị em ngày mai trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Nữ Faustina. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa với niềm xa ân tình Chúa cao xa. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa với nhận ra ân tình Chúa bao la. Lòng thương xót Chúa mới nghiệm ra ân tình Chúa cao xa. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa mới nhận ra ân tình Chúa bao la. Ân tình đó là lòng Cha nhân từ đã dù thương con từ lúc sinh ra. Ân tình đó là lòng Cha nhân hiền đã dìu con lên từ lúc bụi trong. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa mới nghiệm ra ân tình Chúa cao xa.